Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tắt nhạc, quay nhạc, tắt nhạc. Hello. Hello. Và kính thưa hội nhà gái, hôm nay là ngày 19 âm lịch tháng 11. Âm lịch hội nhà trai chúng tôi y như lời đúng hẹn. Hai thông gia chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn cho hai con. Và hội nhà trai chúng tôi đến đây cũng đúng ngày giờ đúng hẹn. Và bây giờ xin hội nhà trai chúng tôi xin làm lễ và bắt đầu. Và thưa hội nhà gái, hội nhà trai chúng tôi hôm nay đến đây gồm chỉ có là 4 quả, một quả bánh, một quả trà, một quả trầu cao và một quả trái cây. Và sau nữa là có những món đồ nữ trang. Và xin bà xui nhà trai đã định ra trước nhà gái. Rồi, 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 r
không được cao trong chồng với lại kìa. Ông chạy ngủ rồi, ông chạy ngủ rồi. Rồi cô cứ trong đi rồi. Đây hay. Nè cái thằng nhỏ lên nè em. Hình nhỏ lên. Hai bên nó giúp nhau rồi.
Ừ, cái này hai bên giống nhau hả? Giống nhau hả? Ra. Thứ rồi. Thứ rồi. Thứ rồi. Không, nó khác nữ. Khác nữ. Nằm ở đây, cái đó không có, nằm đến tượng này đây. Cái này. Nhưng mà có nào trái, cái nào phải, cái nào phải, không biết. Rồi ấy, chơi keo đâu? Có chơi keo không? Không, chụp hình, nó lấy dân phê hình, gửi logo đây, thử coi, hỏi thử coi. Mở máy ra, hỏi logo thử. Rồi là có liền bún kìa anh. Cái gì? Bún á. Cái bún chát đây nè. Ở trong bà Linh có keo không? Lấy keo hai mặt á. Có keo hai mặt á. Quang có keo hai mặt á. Quang keo hai mặt á, dán hai bên. Keo xốp á. Dán là dính luôn á, đừng cho vuột á. Quang keo cứng mới được. Kêu Quang á, keo hai keo xốp á. Lấy keo dán thấy được, dán thùng á, keo trắng á. Để bụng keo xốp á, có keo xốp á. Keo trắng cũng được nữa. Dính luôn á. Vô dán này đặt này coi nó ăn được. Rồi qua đây nè. Chúng kêu qua đây nha.
Chú rể này mấy năm rồi, bây giờ phải chú rể mới cái dịnh dịnh cái dưới kéo răng dưới ra kéo răng dưới ra trước lên lên nữa người tới thay tí rồi mở mắt ra mà luôn. Rồi mình lại xuống dưới nè. Cái ghế nè. Cái máy này giờ mới đẹp hơn rồi. Cái bàn nó lủng á, nhảy lên lủng á, sập á. Sập đó, nó lủng đó. Nghĩa, nó ốm nè. Nghĩa rồi, Nghĩa. Này này là con đứng lên cái này nè. Không luôn. Là con đứng đi chú chỉnh cho. Chú ẩm lên luôn nha. Đây là vòng thứ 8 của chú rể. Máy đi chậm ghế. Con chỉnh thẳng rồi. Tôi đâu biết này con đi về chưa. Tôi đâu đây rồi. Theo cháu lại em chỉnh thẳng rồi. Mình nói luôn tới chút. Dạ có thể chú. Alo alo. Gì nào nó lớn. Rồi nhìn lên vô lại cái này. Cái ghế nữa chị thứ 8 của chú rể cho hai đứa em. Một chiếc lắc hai chỉ. Bây giờ con đeo cho vợ con đi. Chị đi có chị đeo chị rồi coi vô đứng bên dâu coi đứng lễ chụp hình gia đình cái và kế nữa là Nguyên Thông Gia bên nhà trai đã có số tiền vượng thơ để chúc mừng hai cháu được 100 năm hạnh phúc và sống thọ 100 tuổi. Đúng. Ai cho hai cháu? Dài lắm trai. Dài lắm. Nguyên Thông Gia nhà trai. Nguyên Thông Gia họ nhà trai.
Tôi ra dám hiểu chứ chị nội nó biết. Còn thì tên biết nè. Anh đừng lo chuyện lớn. Rồi rồi, cô dâu bỏ bông xuống luôn vô. Rồi cầm hai đứa cầm cái cọc của tiền lên. Bỏ bông xuống. Bỏ bông xuống đi con. Rồi, cứ ngồi xuống coi chụp hình. Cầm tiền lên đó. Cầm nghiêng đứng xe ra đây. Cái kia. À. Rồi, cô chắc lên dưới rồi. Rồi, vừa tí rồi. Íp mắt luôn rồi. Đừng nghe lấy cái vũ vũ rồi. Rồi, hai cô xong rồi đó, hai cô. Mấy cô cười vậy. Và kính thưa họ nhà trai, phần hôn lễ của nhà trai đã xong, bây giờ xin là nhà gái để thắp nhang lên đèn. Con quẹt hết chưa? Đây nè, con ơi, tập ở đây nè. Bà cho đồ đó. Vô cho đồ, tương cho đồ kìa. Chụp hình em đêm hôm đó giờ. Chưa, ở đây chưa có chụp. Dạ, ông hỏi ông Giang rồi. Chị đứng đó, chị thì nhà trai còn ai nữa, người nào nó lên người nó đi cho. Hay là cô sao mà nghĩ nha, Mỹ lại á, nó lại phải đứng chụp hình cái ha, nó lại đứng nha, đại diện người nhà trai cái này lại bên kia mà có hình đi này chơi. Hả? Rồi chơi tạm gặp Vĩnh Chính Bắc nè. Vĩnh Vĩnh ra giờ Vĩnh Cái này vừa cái gì, 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 c
chân cho nó vững nha chị ơi. Để cái hộp cũng vững không á, không để cái hộp hả? Để hộp á. Đúng rồi đó. Đưa cùng ăn keo nè, keo trong đúng không? Nè anh lấy à. Đây là có ăn keo đó. Nè anh lấy cái này đánh giá là nó chắc. Đó là lấy cái này dán nè. Rồi, chúng ta lại sau từ đó.
lấy bụng cho chút đèn cho cái thai hợp ăn. Cầm cái mi nói một chút. Có hả? Tôi nói đi. Hello. Hồi kính thưa ông gia họ nhà gái họ nhà trai, hôm nay đến đây đã làm lễ đã xong, bây giờ đã thành giờ kính thành giờ của nhà gái. Hello. Kính thưa ông quan khách hai họ, kính thưa những người địa phương. Hôm nay tôi được sự ủy nhiệm của Nhóm Sơn để hướng dẫn cho chương trình buổi lễ Du Quy hôm nay. Thì chương trình buổi lễ Du Quy có 3 phần. Thứ nhất là phần nội dung, thứ hai là hai cháu làm lễ gia tiên ông bà quá cố. Thứ ba là làm lễ ông bà hiện tại. Thứ tư là chào con khách. Đó là nội dung chương trình buổi lễ hôm nay. Để đi vào nội dung, tôi xin là nói lên cái lý do mà có tổ chức buổi lễ Du Quy hôm nay. Qua được sự tìm hiểu thống nhất của hai cháu và sự bàn bạc của hai gia đình đã thống nhất họ nhà gái hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 19 tháng 11 năm Quý Mão có tổ chức lễ Du Quy cho con gái Trần Thị Lụa Thánh Viên cùng Trần Thị Lụa con của chú Tiến Sơn ở Tân Bằng, xã Tân Bằng, huyện Bình Định, Cà Mau. Thánh Viên cùng cháu Nguyễn Hoàng Minh ở ấp 7, xã Vĩnh Đông, xã Phước Đông, Long An. Thì nội dung chương trình buổi lễ hôm nay thì nói chung hai cháu cũng đủ tuổi được phép kết hôn và được cái là chính quyền địa phương cho phép. Thì hai cháu đã làm lễ mà trình bày giữa nhà gái nhà trai đã xong về mâm bàn lễ gặp và nghi thức bên nhà trai đặt là đeo cô dâu xong hết thì nay đã đến là làm lễ thân tộc của nhà gái thì hai cháu đứng đầu đầu mà đứng bên trong mấy lễ thứ nhất cúi đầu lễ thứ hai cúi đầu lễ thứ ba cúi đầu lễ thứ tư cuối đầu à, đã làm lễ gia tiên ông bà quá cố thì để tiếp theo là làm lễ ông bà hiện tại thì xin phép ông bà hiện tại hiện nay á mình thì một đứa trong giới thì cho hai cháu làm lễ cuối đầu có cái gì nó biết cái gì thay khác không rồi chào ba cuối đầu rồi hai cháu quay ra để ông nè trước hết thì bữa nay là ngày vô quay cháu cô bác kính chúc thời gian các cháu đến dự buổi lễ hôm nay để thành kính đến cái công ơn đó thì hai cháu có buổi lễ cầu chung hai cháu chú ý cúi đầu nào thôi đã làm lễ gia tiên và mà quá cố hiện tại đã xong thì tới đó là để cha mẹ thì mời chú ra ngoài cho thầy chú thầy chú rồi chú ơi chú ơi
Rồi mình cho đội gì đó rồi đứng đây con chụp luôn cho đội. Con cái gì? Lấy ra đi. Bây giờ anh đưa cái kia luôn, chính chị nói luôn. Mẹ lấy ra đi. Hôm nay là coi như là tổ chức là cho gái là gã con gái thì bữa nay có mặt trai họ thì nãy giờ đàn trai đã cho mà đã cho cô dâu rồi, bây giờ đến đàn gái thì mẹ cổ lụa cho lụa là ba chỉ. Bây giờ tôi cũng xin cũng dành với hai họ là tôi đeo cho cô dâu là con gái. Không có đem ra người chứ chưa chụp hình lại đem ra ngoài. Cái tóc dùng đi rồi cô. Cô quay cái móc ra trước ơi, cô về đeo này hồi cô quay lại. Cái vòng tròn cái trước đi. Quay cái móc ra trước rồi đeo xong mình sửa lại vậy. Cái dòng để lên cái bông vô. Để
cô dựng tay hai tay bả với là cô ở dưới này mới thấy rồi cô lật cô lật bằng thôi cô lật tay để giúp con nè cô bả lại đúng rồi rồi cô thẳng người tới cô đứng tự nhiên đừng có chậm quá rồi chú ơi chú rồi gia đình đứng lại gia đình và tặng quà cho con dâu thì bên nhà gái cũng cho con dâu của Hồ Môn ba chỉ vàng 24K thì chương trình thân tập hai họ thì để tiếp theo chương trình mời chú nghệ con dâu với chú nghệ phụ góp phụ với con bác của bên luôn rồi mời cô Năm rồi chú gửi cho thay từ từ coi lại coi chứ rồi cô dâu gửi đến cháu đây coi 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 lại con cô dâu gửi đến bỏ buông đi cô dâu buông đi cô dâu rồi hai bà cùng đi con cái đi rồi từ từ cô dâu gửi đến chết này chứ mà cứ từ giữa ra đây rồi nhìn đây ra cứ gãy nghiêng dâu xíu vậy, cứ đâu đừng nghiêng quá rồi. 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 Tới luôn, chốt chi với ai nữa người nó đi. Chốt cái này nha. Đường năm gì nào chứ người. Thêm người nó. Rồi có coi thọc thọc chiều vào cái con đây con. Còn có ghế nè, dồn dồn chút vô coi cái cô. Này có ghế luôn nè chú. Rồi cho đẹp trong này luôn, cho đẹp. Đây là đây là ông bác. Rồi hai chú nhận rượu cũng liền con cái. Cũng ờ cũng tay luôn cho đẹp. Rồi cho gãy dịnh lên da chú nha. Rồi từ từ coi cho gãy nè từ từ. Chú gãy ngã vô chứ gãy. Thôi rồi. 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 Còn chú bác con gì dưỡng gì đó không? Ở bên nhà gái mình ai còn ai không bên nhà gái? Chị em có ai còn ai không? Người lớn mình còn ai nữa không? Người lớn. Vô đi. Rồi. Vô đi. 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 Ra ngoài coi cái gì thiếu cái gì chăm cho người ta.
Rồi hai ly cho hai mẹ nè. Hai con vô đứng cho lên, cũng ra học. Hai con ngồi tiếp tới với cô dâu gửi. Rồi mẹ đây vậy thôi. Rồi mẹ đây lấy luôn, lấy con rồi một tay lấy con, tay con, người lớn lấy tay lấy con. Nói tôi có mang lên bình rượu 10 lít. Rồi anh thích cũng thế. Rồi cái thằng mua cho anh một cái mâm nữa. Cần thể cái gì vậy? Lùa dịch hai tay vô. Lùa cầm hai tay vô. Rồi hai bà cũng lên con cái này. Cầm tới ngoài cũng lên con. Cầm tới ngoài này con, cầm tới ngoài này con. Cũng nãy uống rồi cũng đó. Cũng đi. Rồi xuống thì kì. Rồi cái gì lại sáng rồi. Cái dâu cái dâu, sáng chưa? Con, cũng đi á. Giữ đó con, cái giữ đó con chụp hình cái. Rồi rồi giữ đi rồi, hai con nhìn đây con chụp cho đẹp rồi. Nhắm môi nhé, nhắm môi nhé, cố không được. Kéo đi nữa. Rồi, dâu gãy trong bàn với hai người. Rồi, đứng khác cho đẹp. Thôi đứng đây cho đẹp, đứng đây đẹp thôi. Hai người đứng hai bên đây đẹp. Vô, vô, cầm mông lên. Lấy được, lấy được rồi. Lấy được rồi, lấy được rồi. Nhích tới chứ lượt rồi. Mà thẳng cái sao tự nhiên. Rồi tới cha cậu đi. Rồi hai cô xong, hai cô xong. Bắt cha tới được cái tin. Rồi cha đi cậu đi. Lúc này đi. Lúc này luôn. Rồi hao đứng luôn đi cho nó chọc chọc. Rồi qua qua. Lên. Rồi ra đi cái giờ cho đến giờ. Vậy ông cha mới đứng gọi hai chú gãy vô gãy cắt vô gãy cắt vô cắt vô cắt vô. Rồi từ từ để chú lên cho chú gãy gãy. Rồi từ từ giữ đó, giữ đó con đẹp đó, giữ đó con cái nha. Rồi ăn uống rồi. Rồi ha đứng cho cắt vô cho gãy cặp bông vô. Rồi đại diện tôi đứng cắt gãy vô tiếp. Rồi ôm em cứ đưa rồi. Cảm ơn cấp tốc như rồi. Chú ơi chú ơi chú nhà trai. Rồi đứng cưa nghe chưa. Tôi gãy ngã vô chú gãy nhẹ thôi. Chú vô thẳng 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 thẳng. Tự nhiên thả lỏng lại cái này. Tự nhiên rồi. Cô dâu nghiêng thì chú gãy nghiêng qua mới vừa mới đẹp. Con hai, con bác con hả? Giờ mình có ai nữa không chú? Hai dựng lên đó không? Lên lên cháu viên cái đi ngồi đó cái rồi chụp hình cái hình số. Dựng với ông cậu hả? Cậu không gửi ông cậu này nè. Rồi rồi vô gãy chát đi cho vô dưỡng cậu đứng ngoài thôi. Rồi 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 đưa 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 đứng gì đó dẹp ghế đưa gãy cho chống đi.
rồi rồi hai hai ông dưỡng cậu đứng ở đứng giờ chích ra xíu đẹp đây đưa cho hai cũng đi hai ông tự cụ đi rồi 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 chú em cụ nét rồi hai cũng đây cho hai cháu đây cuộc sống mới từ 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 cộng ra ngoài là chú cộng từ từ nó rồi rồi cho bé cắt cho chú quay chụp hình từ từ chụp hình cộng cộng vô con cái chú cộng đụng đi đụng đi rồi giữ lấy con cái giữ lấy con giữ lấy con rồi rồi đừng nghiêng quá thẳng từ như đó chú rồi rồi là cái tình hình để ông bà cô bác không có gì được thì thà là không hai cháu tiếp tục là vợ con chồng cầu nguyện bằng bằng thờ cũng không bằng một có cái đi bụi gì vậy ơi đây 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 gọi vậy không mình chạy được đưa rồi rồi bỏ nắp ra luôn, bỏ nắp ra. Rồi phai từ từ, bỏ nắp ngoài dưới cồn. Rồi cùng bứng mâm lên, cùng bứng mâm lên. Nghiêng nha. Ở bên tay cầu. Cái tay cầu bên em luôn các bạn. Tay cầu bên đâu. Rồi chú vô cái tay cầu bên em chú bạn. Ở bên em eo dưới. Ờ, xếp 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 đi. Nhấc lên xếp. Từ từ đừng thôi, dịch cái mâm á, đừng có dịch cái mâm trầu chưa chưa, đừng bóc chưa á. Rồi chú tôi, chán chưa chưa. Chú gãy cái nhảy vô chưa. Tôi gãy nhảy vô chưa. Ừ, con lụa người ta lòn ở dưới cái chợ thấp một chút. Hãy vô chứ lẹ, hãy vô chứ lẹ. Bỏ đi con rồi, bỏ đi vô lấy chậu đi nhúng. Bỏ đây bỏ xuống ra, bỏ xuống tới lấy lần cái dĩa trong. Cậu vô cầm dĩa đi, cứ lại cầm dĩa đi lẹ. Vô lấy chậu, bỏ lấy chậu đi, cầm cái dĩa đâu vô lấy chậu. Để sao cho chặn để cho chặn sáu rồi nhà để chặn nhà lấy sáu bốn rồi lấy sáu năm rồi sáu chia đều ra dễ luôn sáu chặn nữa thối lại đi lại sáu lắm vậy rồi nữa để mà chặn rồi sắp đều cái dễ tròn cái dễ gâu gâu sắp lại đi tròn cái dễ đến dễ rồi cắt tròn ra dễ rồi tròn ra một tròn chung tròn mấy sáu nắm không rồi sáu quả cao luôn nguyên bụng đi ở đây chú gãy để chú gãy lát để lên 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 rồi hai ta chống đi để cho cái dĩa rồi cho mà hốt được không ạ rồi chú chắc vô cô cho đây đấy chụp thầy cái cục dạ cô ơi chúng ta chứng bệnh cho cô 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 bưng gì đó cứ bưng gì đó bưng gì đó luôn bưng gì đó luôn tới diện lại bưng không cần tới diện lại cười lên cười lên còn
Để dễ xếp vô một tí đi. Nắm tay cô dâu đi. Đó là ngày hội thống nhất. Thì có mời tất cả cô bác dân tộc đến dự buổi lễ hôm nay. Thì lễ thành kính đến cảm ơn cô bác anh chị em đã nhấn chút thời gian quý báu dự buổi lễ. Thì hai cháu có một lễ cuối đầu. Ê, cái băng người lớn chào. Đâu ra con người lớn kìa. Lớn ra kìa. Băng người lớn ở đâu? Cứ chọn chưa? Rồi rồi giỏi ra bắt vô đây. Băng người lớn kìa. Đây 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 đây. Đàn ông mười chú. Đây cái bài xích vô anh ơi. Anh nữ đi. Thì cũng báo với cô bác là bữa nay là ngày vui của hai cháu, cô bác cũng cho bích thời gian quý báu để dự buổi lễ hôm nay. Vô lấy cái mệnh căng ra bạn hỏi anh ba chút cái cái màn căng xấu vậy đó. Thì xin cô bác con chú thời gian có hai cháu nó làm cái lễ cuối đầu. Thì bữa nay là ngày vui của hai cháu thì cô bác cũng đến dự buổi lễ hôm nay. Thì để chúc sức khỏe cô bác thì hai cháu có một lễ cuối đầu chào chung. Hai cháu chú ý cuối đầu thôi. Thì chương trình làm lễ đến đây đã hết. Thì sau cùng gia đình cũng có nó lời tri ân đến tất cả cô bác là không ngại đường xa xa xôi đến dự là giúp đỡ là dự buổi lễ vui hôm nay. Chương trình làm lễ đến đây đã hết. Thì sau cùng đại diện gia đình có đôi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô bác anh chị em thân tộc hai họ dồi dào sức khỏe mình ăn quán đạt. Gia đình là đại diện gia đình xin trân trọng cảm ơn. Xin hết. Cái dĩa bưng mời mời khách đâu? Có dĩa đâu? Khách gì? Cái dĩa bưng mời kẹo. Có đi ra thì ra không đi thôi. Coi chừng cái gạch nè, coi chừng nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.